Rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống An Vui. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu mật ong đã được ca ngợi là một thức uống được mọi người yêu thích. Còn trong đông y lẫn tây y thì mật ong lại được xem là một thần dược với hàng tá tác dụng hữu hiệu đối với sức khỏe của con người. Cũng chính vì thế nên mật ong luôn có mặt trong gian bếp của nhiều gia đình Việt. Có điều kiện uống mật ong hàng ngày là rất tốt, nhưng tại mỗi thời điểm khác nhau thì thức uống này lại mang những công dụng khác nhau. Và nếu bạn biết cách uống mật ong vào những thời điểm sau đây thì chắc chắn rằng sẽ thấy được những thay đổi kỳ diệu đối với sức khỏe. Đặc biệt, khi tạo cho mình được những thói quen uống mật ong đúng cách mỗi ngày thì những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể bạn không đuổi mà chạy. Mật ong ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới với những công dụng tuyệt vời như một chất làm ngọt tự nhiên, chất chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Trong mật ong có chứa thành phần chủ yếu là đường cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng như một loại thuốc. Sử dụng một lượng mật ong hàng ngày có thể làm tăng cường hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đấy, sử dụng các chế phẩm mật ong trực tiếp vào vết thương hoặc sử dụng băng có chứa mật ong giúp cải thiện vết thương đáng kể như vết thương sau phẫu thuật, loét chân mãn tính, áp xe, bỏng, chảy xước, nơi lấy da để ghép. Mật ong còn có tác dụng giảm mùi hôi và mủ, giúp làm sạch vết thương, giảm nhiễm trùng, giảm đau và giảm thời gian lành vết thương. Mật ong thường an toàn ở người lớn và trẻ lớn hơn 1 tuổi. Nó có thể hữu ích trong việc điều trị bỏng, ho và các tình trạng khác. Mật ong được xem là món quà tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng cho con người. Tác dụng của mật ong quả thật là nhiều không kể xiết. Thế nhưng bạn đã biết biến mật ong thành thần dược nếu biết dùng vào 5 thời điểm vàng sau đây chưa? Bạn hãy dùng mật ong vào buổi sáng để lọc sạch cặn bẩn sau một đêm. Uống một cốc mật ong ấm vào sáng sớm giúp làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ chất thải. Hình thành được thói quen như vậy sẽ giúp cơ thể luôn được sạch kịp thời. Nếu thường xuyên uống mật ong vào buổi sáng, bạn sẽ thấy mình đi tiêu gần như đều đặn mỗi ngày. Thức uống này không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa mà còn được biết đến như một phương thuốc lợi tiểu. Nó giúp hệ thống đường tiết niệu được sạch sẽ và khỏe mạnh. Năng lượng do mật ong tạo ra cao hơn so với sữa khoảng 5 lần. Nhờ vậy, nó có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể con người trong khoảng thời gian rất ngắn. Loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng thường xuất hiện vào sáng sớm. Buổi sáng uống mật ong, bạn có thể nhanh chóng bổ sung vật lý. Vì vậy, tinh thần cũng thoải mái và hưng phấn tích cực hơn. Thứ hai, uống mật ong vào buổi chiều giúp bổ sung năng lượng. Vào buổi chiều, khoảng giao thoa giữa bữa trưa và bữa tối cũng là thời điểm cơ thể mệt mỏi nhất và đòi tiêu thụ năng lượng rất lớn. Lúc này cơ thể đang trạng thái đói, bổ sung một cốc mật ong ấm sẽ xóa đi sự hỗn loạn của não bộ, đồng thời giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Các chất đường trong mật ong được cơ thể hấp thu rất nhanh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong máu. Một cốc nước mật ong đúng lúc giúp bổ sung năng lượng và là nền tảng cung cấp cho các hoạt động của 2 đến 3 giờ tiếp theo. Đặc biệt, đối với vận động viên hay những người hoạt động thể chất cường độ cao thì uống một cốc nước mật ong trước và sau khi làm việc căng thẳng cũng rất hữu ích. Vì vậy, bạn nên uống một cốc trà mật ong hoặc sữa mật ong vào buổi chiều mỗi ngày nhé. Uống mật ong trước khi đi ngủ, hỗ trợ giấc ngủ và an thần. Mật ong, đường, vitamin có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Một cốc mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi bạn uống nước mật ong trước khi đi ngủ, trong thành phần dinh dưỡng của mật ong sẽ giúp thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Vì vậy, chỉ với một cốc mật ong trước khi đi ngủ là giải pháp tuyệt vời và hữu hiệu đối với ai mắc chứng mất ngủ. Thứ tư, uống mật ong sau bữa ăn thúc đẩy tiêu hóa. Mật ong có tác dụng điều tiết chức năng tiêu hóa khiến dạ dày tiết axit nhiều hơn bình thường. Sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no, chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm đi tiểu khó. Một cốc mật ong giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột, có thể thúc đẩy bài tiết của axit dạ dày bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể, khiến bạn có cảm giác nhẹ bụng hơn. Như vậy cũng giúp bạn hạn chế bớt những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đà. Thực hiện uống một cốc mật ong 1 đến 2 giờ sau bữa ăn. Và cuối cùng là uống mật ong trước bữa ăn, ngăn chặn axit dạ dày.
Mật ong có thể đóng vai trò điều tiết trong việc bình thường hóa hoạt động tiết axit của dạ dày. Trước bữa ăn nửa giờ, một cốc nước mật ong có thể ức chế tiết axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày, 10ml mật ong pha với một cốc nước ấm. Sau một thời gian, tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể, thậm chí là khỏi hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là những lợi ích từ việc uống mật ong đúng thời điểm mang lại cho sức khỏe con người rất bất ngờ đúng không ạ? Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình được thời gian uống phù hợp để tiếp nhận nguồn dinh dưỡng tối đa từ thuốc uống này mang lại nhé. Bên cạnh việc cải thiện sức đề kháng và nâng cao sức khỏe con người thì mật ong còn được các chuyên gia làm đẹp xem là thần dược giúp chị em lưu giữ lại nét xuân hồng rạng rỡ. Và các chị em phụ nữ có muốn bỏ túi cho mình bí quyết để có một làn da trắng sáng mịn màng không ạ? Trong phần nội dung tiếp theo của video, Sống An Vui sẽ bật mí đến bạn 9 cách làm đẹp da mặt với mật ong ngay tại nhà vô cùng đơn giản và hiệu quả. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, làm mặt nạ mật ong và củ nghệ vàng. Làm đẹp từ mật ong và củ nghệ vàng là một trong những cách hiệu quả giúp nuôi dưỡng và tái tạo da mặt tuyệt vời, chống lại sự lão hóa da. Mặt nạ này sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi làn da nhăn nheo, sạm nám trở nên trắng sáng, mịn màng và khôi phục độ ẩm để da luôn căng mượt tự nhiên. Cách làm: trộn một muỗng cà phê bột nghệ, một muỗng mật ong rừng nguyên chất để làm thành mặt nạ dưỡng da. Sau khi rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp trên lên da mặt, massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút, rồi rửa sạch mặt lại với nước ấm. Thứ hai, làm mặt nạ mật ong và sữa chua. Cách làm: lấy 2 muỗng mật ong trộn cùng 2 muỗng sữa chua trắng không đường, trộn thật đều để hai hỗn hợp này quyện đều vào nhau. Sau khi làm sạch mặt thì sẽ thoa hỗn hợp này lên da và giữ yên trong vòng 15 phút, sau đó rửa mặt sạch lại với nước ấm. Với mặt nạ làm đẹp da mặt từ mật ong và sữa chua không đường này, ngoài tác dụng làm trắng da hiệu quả, nó cũng cung cấp độ ẩm tối ưu cho da, ngăn chặn nếp nhăn, làm sáng da, giúp da căng mịn hơn. Thứ ba, mặt nạ đẹp da với mật ong và bơ. Mặt nạ này mang đến cho làn da mịn màng ngay từ lần đầu sử dụng nhờ tinh dầu vitamin E có trong quả bơ cùng với protein dồi dào trong mật ong. Đây cũng là cách làm đẹp da tại nhà ít tốn kém mà lại mang lại hiệu quả cao. Cách làm: sử dụng 1/2 trái bơ sáp chín, tán nhuyễn trộn cùng với 2 muỗng mật ong thiên nhiên. Thoa đều hỗn hợp đó lên khắp mặt và cổ, chú ý những vùng nhiều nếp nhăn và thâm nám. Thư giãn trong khoảng thời gian là 15 phút rồi rửa mặt sạch lại với nước ấm. Nên đắp mặt nạ này 2-3 lần trên một tuần. Thứ tư, làm mặt nạ mật ong và bột yến mạch. Bột yến mạch giúp tẩy tế bào chết, lấy đi các đốm nâu trên da để da luôn tươi trẻ, hồng hào. Kết hợp cùng mật ong sẽ tạo thành công thức dưỡng trắng, chống lão hóa da vô cùng độc đáo và hiệu quả. Với cách làm trắng da mặt bằng mật ong và bột yến mạch hiệu quả này, bạn sẽ có ngay làn da trẻ trung trắng không tì vết. Cách làm: bột yến mạch, mật ong nguyên chất trộn đều và bôi lên da. 15 phút sau rửa mặt lại với nước ấm, bạn sẽ sở hữu ngay một làn da trắng mịn đến không ngờ. Thứ năm, làm đẹp da với mặt nạ mật ong và chanh hiệu quả. Với đặc tính sát trùng nhẹ cùng khả năng loại bỏ đốm nâu tuyệt vời, cùng công thức giàu vitamin C, E, chất chống oxy hóa mạnh, cách làm trắng da mặt bằng mật ong và chanh thiên nhiên cho bạn làn da trắng sáng rạng rỡ. Cách làm: trộn đều 4 muỗng canh mật ong với 1 muỗng nước cốt chanh, sau đó thoa lên mặt. Giữ hỗn hợp trên da khoảng 15 phút thì rửa mặt lại với nước ấm và lau khô, dùng 2 lần trên một tuần. Để có được làn da sáng mịn với các cách làm đẹp da từ thiên nhiên vô cùng dễ đúng không các bạn? Hiệu quả mang lại rất cao mà lại không lo về giá cả hay tổn thương đến làn da. Cách tiếp theo là mặt nạ làm đẹp từ mật ong và trứng gà. Chuẩn bị 2 muỗng mật ong, 1 lòng trắng trứng gà. Cách làm: trộn 2 nguyên liệu, đánh đều tay tạo nên hỗn hợp đặc sệt. Rửa mặt nước ấm trước, sau đó đắp lên mặt và massage. Thư giãn xương xương 15 phút đến 20 phút rồi rửa mặt lại thật sạch. Với mặt nạ này, bạn cũng có thể bổ sung nhiều khoáng chất thiết yếu cho làn da như protein, vitamin, độ ẩm. Khá đơn giản nhưng hiệu quả như các dòng mỹ phẩm cao cấp. Mặt nạ làm đẹp từ mật ong và sữa tươi. Nếu bạn muốn có cho mình một làn da mịn màng, căng bóng, sạch nhờn, dầu nhờn lưu thông dễ dàng, hỗ trợ phát triển biểu bì da mặt từ bên ngoài, nhiều dưỡng chất giúp da săn chắc, thì hãy áp dụng những mặt nạ làm đẹp từ mật ong và sữa tươi nhé. Chuẩn bị 2 muỗng mật ong,
5 muỗng sữa tươi không đường, một vài giọt nước cốt chanh nếu có. Cách làm: cho các nguyên liệu hòa trộn với nhau ra một hỗn hợp, tiếp đến thoa hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng rồi nằm thư giãn tầm 20 phút, cuối cùng rửa mặt lại bằng nước sạch. Và cuối cùng là mặt nạ làm đẹp từ mật ong và nha đam. Chuẩn bị: 1 muỗng mật ong, 1 muỗng gel nha đam. Cách làm: trộn đều hai nguyên liệu với nhau, rửa mặt với nước ấm trước nhé. Sau đó thoa hỗn hợp rồi massage khoảng 15 phút, cuối cùng rửa mặt lại với nước sạch. Phương pháp này giúp giảm viêm làn da, sưng đỏ, giữ ẩm tốt, khá phù hợp với chị em da mụn. Quý vị và các bạn thân mến, mật ong tuy nhiều dưỡng chất quý nhưng cũng đừng vì vậy mà dùng quá liều. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dùng từ 10 đến 30 gram mật ong nguyên chất để cơ thể có thể hấp thụ vừa đủ và mang lại nguồn dinh dưỡng tối đa cho cơ thể. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Thân ái, chào tạm biệt.